Cách đây 3 năm, ở Euro năm 2020, anh đã tiến rất sát đến ngôi vô địch lần đầu tiên của họ tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tại một kỳ Euro được tổ chức ở nhiều thành phố khắp lục địa già, anh có lợi thế đáng kể khi được chơi tới 6 trên 7 trận trên sân nhà Wembley. Trong trận chung kết, anh đã sớm dẫn trước Italy với bàn mở tỷ số của Luxao. Tuy nhiên, anh đã không bảo vệ được thành quả khi bị Leonardo Bonucci gỡ hòa ở hiệp 2. Sau đó, tại loạt sút luân lưu anh đã gục ngã và ngậm ngùi giành ngôi Á quân. Tiến đến Euro 2024, huấn luyện viên Gareth Southgate đặt mục tiêu cao nhất cho đội tuyển Anh là giành chức vô địch. Anh cũng là đội tuyển có giá trị cao nhất Euro 2024, gần 1,3 tỷ bảng và lực lượng của họ có rất nhiều siêu sao đắt giá cũng như tài năng thực sự. Chất lượng tấn công của Anh là không phải bàn cãi khi họ sở hữu Saka, Bellingham, Foden, Kane. Những cầu thủ như Rye, Alexander-Arnold, Chipper cũng có khả năng hỗ trợ hàng công rất nhiều nhờ vào sự nhanh nhẹn, khéo léo và mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên, anh cũng có hạn chế là hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ. Matthew đã bị loại do chấn thương, còn John Stone bị ốm và phải cách ly vài ngày trước. Trong trận tới, Stone nếu đá chính cũng chưa chắc có được thể trạng tốt nhất. Về phần Serbia, họ cho thấy mình không phải đối thủ dễ chơi. Serbia có nhiều cầu thủ kỹ thuật và kinh nghiệm như Mitrovic, Tajik, Milinkovic, Savic, Kostic, Maximovic. Mục tiêu của Sepi tại bảng B là cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu để chắc chắn có vé vào vòng 1-8 và họ không ngán gì đội tuyển Anh. Mặc dù vậy, nếu so đo thực lực, Anh vẫn nhỉnh hơn Sepi. Tam sư sẽ chơi tấn công áp đảo và hướng tới việc giành 3 điểm để có khởi đầu xuân sẻ. Đây hoàn toàn là nhiệm vụ khả thi với Anh nếu họ không quá phung phí các cơ hội dứt điểm được tạo ra. Đội hình dự kiến Sepi với Anh. Sepi, sơ đồ chiến thuật 3421 bao gồm các cầu thủ Milinkovic Savic, Velikovic, Mikelovic, Pavlovic, Zikovic, Maximovic, Lukic, Kosic, S. Savic, Tajic, Mitrovic. Đội tuyển Anh, sơ đồ chiến thuật 4231 bao gồm các cầu thủ: Pickford, Walker, Stone, Gunhi, Chipper, Alexander Arnold, Rai, Saka, Birmingham, Foden, Kane. Dự đoán tỷ số Anh thắng 3-1. bóng đá Ba Lan đang ở trong thời kỳ không thực sự sung mãn. Họ suýt nữa đã bị bỏ lại ở chuyến tàu Euro 2024 khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng E sau Albania lẫn Cộng hòa Séc. Dân may sau đó, đại bằng trắng đã giành được vé vớt khi thắng sư Wales tại trận playoff thông qua Nations League sau loạt đầu súng. Sau khi thoát hiểm thần kỳ, Ba Lan bước vào Euro 2024 với sự nghi ngờ lớn, nhất là khi họ rơi vào bảng đấu khó khăn với Hà Lan, Pháp và Áo. Trong quá khứ, Ba Lan chưa bao giờ thành công ở đấu trường Euro. Trong bốn lần tham dự vào các năm 2008, 2012, 2016 và 2020, họ đã ba lần bị loại ngay từ vòng bảng. Trong những năm qua, đại bằng trắng quá phụ thuộc vào Lewandowski. Nhưng thật không may, trong trận đấu với Hà Lan, Lewandowski cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Đó là chưa kể tới sự thiếu vắng của các trụ cột như Akadius, Milik và Matikas. Có thể nói, Ba Lan bước vào trận mở màn Euro 2024 trong tình trạng rắn mất đầu. Việc mất đi ngôi sao quan trọng nhất khiến cho đội bóng này càng khó khăn hơn khi họ không có ngôi sao đủ sức thay đổi cục diện. Hà Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi mất nhà trưởng Frankie de Jong. Ngôi sao của Barcelona đã nói lời chia tay Euro 2024 và phút chót khi không kịp bình phục chấn thương. Tương tự, tiền vệ Teun Komainer của Atlanta cũng nói lời chia tay giải đấu. Nhưng vấn đề ở chỗ, huấn luyện viên Coman vẫn còn nhân tố chất lượng. Ông đã triệu tập Ian Madsen và Johor Kizze lên thay thế. Ian đã cùng Doc Moon lọt vào chung kết Champions League mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Johor Giste vừa nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Syria. Chưa thể nói Hà Lan đã ổn định dù thắng 8 trên 10 trận gần đây. Hai trận thua của họ trong chuỗi trận này trước Đức và Pháp. Thế nhưng ít nhất, cơn lốc màu da cam có ít sai số khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn. Trong quá khứ, Ba Lan không được xem là đối thủ của Hà Lan. Trong 5 trận gặp nhau, cơn lốc màu da cam đã có 4 lần cuốn phăng đối thủ trong bối cảnh không có con át chủ bài Lewandowski. Ba bà Lan khó lòng chống cự lại Hà Lan. Thông tin lực lượng Ba Lan đối với Hà Lan Ba Lan không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Robert Lewandowski trong trận gặp Hà Lan vì chấn thương. Trước đó, hai cầu thủ trụ cột khác của Đại bàng trắng là Akadius Milik và Matikat đã rút lui khỏi Euro 2024 vì lý do tương tự. Hà Lan cũng mất bộ đôi tiền vệ Frankie de Jong và Theon Kormainer ở Euro 2024 vì chấn thương. Trong bối cảnh ấy, huấn luyện viên Coman đã triệu tập Ian Maassen và Johor Kiste thay thế. Đội hình dự kiến Ba Lan với Hà Lan Ba Lan, sơ đồ thi đấu 4-3-2-1 bao gồm các cầu thủ Sjechny, Benares, Dawidowicz, Kwiwiol, Frankowski, Mulder, Slid, Zalewski, Zielinski, Ubanski, Bursa Đội tuyển Hà Lan Sơ đồ thi đấu 4-3-3 bao gồm các cầu thủ Vebugen, Dumfries, De Vries, Van Dijk, Ake, Reynolds, Scotten, Veman, Simon, Depay, Gapo. Dự đoán tỷ số Ba Lan Hà Lan 0-2. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, Albania phải chạm trán với đương kim vô địch Italy. Tại bảng tử thần, Albania bị đánh giá yếu nhất và đối diện với nguy cơ thua cả 3 trận khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, Albani đã suýt tạo nên bất ngờ lớn. Ngay đầu hiệp 1, Albani đã chọc thùng lưới Italy. Chính xác hơn là ở giây thứ 23, tiền bệ Bajami đã ghi bàn cho Albani. Từ một pha ném biên không tốt của Bimaco bên phía Italy, Bajami đã tận dụng tình huống rất tốt để tung ra cú dứt điểm chính xác. Thủ môn Donnarumma đã không thể cản phá và Albani có bàn mở tỷ số. Sau đó, Italy đã ép sân và nhanh chóng lật ngược tình thế Kết quả chung cuộc, Italy thắng 2-1 và khiến Albani ngậm ngùi nhận thất bại. Đứng thứ 3 ở bảng B, cùng công điểm với Croatia nhưng hơn về chỉ số phụ. Dù Albani trắng tay, nhưng Bajami và các cổ động viên Albani chắc chắn sẽ nhớ mãi pha lập công của cầu thủ mang áo số 10. Tiền vệ này đang chơi cho câu lạc bộ Sapolo tại Serie và anh chính thức đưa mình vào lịch sử Euro khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong một trận đấu của giải đấu này. Ngoài ra, Bajami còn khiến Italy ngắt mạch thành tích rất ấn tượng. Sau 11 trận liên tiếp giữ sạch lưới ở hiệp 1 tại vòng bảng của các kỳ Euro, Italy đã phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng cũng chính từ bàn thắng của Bajami, Italy đã ghi hai bàn để ngược dòng thành công. Đây cũng là lần đầu tiên Italy ghi được hai bàn trong hiệp 1 ở tất cả các kỳ Euro mà họ tham dự. Italia có màn chạy đà khá tốt trước thềm Euro 2024. Đoàn quân của Luciano Spalletti đặt thành tích thắng 1 hòa 1, mặc dù không có sự góp mặt của hai trung vệ Scalvini và Akebi do chấn thương, nhưng hàng thủ của binh đoàn Thiên Thanh vẫn thể hiện được sự chắc chắn. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia và Herzegovina, Italia không để lọt lưới bất kỳ lần nào. Nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Luciano Spalletti vào lúc này chính là sự cùn mòn của hàng tấn công. Ở hai trận đấu giao hữu vừa qua, Italia đã tung ra tới 28 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được một bàn thắng nhờ công của tiền vệ Fratesi. Hai tiền đạo cắm Retegui và Scamacca chưa cho thấy bản năng săn bản ấn tượng, trong khi cầu thủ chạy cánh Chiesa chưa đạt được phong độ cao nhất. Nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, rất có thể đội tuyển Italia sẽ gặp nhiều khó khăn trong hai cuộc đọ sức quan trọng ở bảng B với Croatia và Tây Ban Nha. Chiesa đã từng tỏa sáng rực rỡ tại kỳ Euro cách đây 3 năm và là một trong những cầu thủ quan trọng của Italia cầu thủ của juventus được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành người dẫn dắt hàng công của azuri tại giải đấu lần này ở phía bên kia chiến tuyến, Albany có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu khi thắng hai trận giao khấu với các tỷ số 3-0 và 3-1. Nhưng những kết quả này không mang lại nhiều ý nghĩa bởi Liechtenstein và Azerbaijan đều là các đội bóng có trình độ rất thấp tại châu Âu. Nhưng là thăm đen đuổi trong buổi lễ bốc thăm đã đưa đội bóng tí khon này phải chạm trán với ba ông lớn, Croatia, Tây Ban Nha và Italia ngay ở vòng bảng. Vậy nên cả ba trận đấu của thầy trò Sinvino đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Có lẽ mục tiêu khả thi nhất đối với Albany tại Euro 2024 là cố gắng giành được ít nhất một điểm sau ba lượt trận.